Em nghĩ là trước đây thì em chưa tham gia cùng với bên Year One, mà em cũng có cơ hội tham gia với những anh chị khác, mà em nghĩ là em tự tin hôm nay mình sẽ nhớ tất cả các bài hát. Hy vọng là hôm nay Ánh Sáng và LB sẽ hoàn thành được 50 bài hát trong cái phần trò chơi này. Ok. Ủa, nhưng em phải bóc đi chứ. Em cũng mới bóc mà. Kill this love, let's kill this love. Biết mỗi câu đấy rồi. Mùa ta đã yêu, Hương Giang feat Phạm Hùng. Em không sai, chúng ta sai là anh thực sự ngu ngốc, bảo vệ người đó cũng không xong. Thành thế đấy, Ok. thế đấy, hình như nó là thế đấy. Ngày mai vũ điệu cồng chiêng. Yêu mi em hồi đó em rất là thích bài này của chị Tóc Tiên, nhưng mà ngày nào em cũng nghe luôn, nhưng mà em chỉ nhớ cái này thôi. Từ 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 Ok, Linh bóc được bài Mượn Rượu Tỏ Tình. Sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của nàng và dừng trong tim ta như một đống lửa vàng. Em có bài Đếm Cừu của chị Hansara. Sai nắng. Đêm cù đến sáng mai. Ok. Bỏ qua đi. Si tình. Quay 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 quay. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mới quay quay. Anh ơi anh à, anh có vừa gì mà làm em yêu vậy? Hot hòn hòn chị Hương Giang. Ok. vì mẹ anh bắt chia tay. Gì nhỉ? Hát như nào nhỉ? Thì một được một câu được rồi đúng không? Vì mẹ anh bắt chia tay. Cà phê Min. Từ đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ nhờ về anh phát hiện lỡ nên tình liệu anh có gì. Bùa yêu là yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau ngay thôi. Anh ta bỏ em rồi chị Hương Giang. Em xin lỗi chị. Game on thôi. Ô thật ra là có hình phạt đây nhỉ. Hát hát một bài có từ lạnh. Lạ lùng lạnh lùng. Bài của Bùi anh Bùi anh Tuấn. Bùi anh Tuấn là Mùa Đông Không Lạnh. Hà Anh Tuấn. Mùa Đông Không Lạnh là bài gì? Anh Hà Anh Tuấn. Chuyện của mùa đông. Không thuộc đâu. Không, chị không biết phải không? Mình bỏ qua được không ạ? Ok, phạt. Hát một bài bolero. Chị anh chỉ là con gái chưa một lần yêu ai. Ok. Mà Moonlight của Lula. Moonlight, anh cứ nhìn vào mắt em là say Moonlight. Đó, đúng không? Phía sau một cô gái su bin hoàng sơn. Nên anh đứng để thấy em rõ hơn để em xin một lớp đôi chân dạo quanh tới cao phố xã bụi bay vào mắt. Ôi giờ đêm nay sư chị Linh toàn được với bài em biết không á. Cho flower này đúng không? Mặt trời của em. Mặt trời khi dù ở đâu. Giờ này là đây là gió đâu. Anh là như thế. Ghê yêu ta. Ghê yêu dấu của em ơi. Ghê yêu dấu của em ơi. Ok. Khóa ly. Khóa ly biết. Khóa ly biệt đồn. Khóa ly biệt. Ở đây không để dấu mọi người. Hát đi. Đại Minh Tinh à, người ta thường nhắc tên em như Đại Minh Tinh, Đại Minh Tinh, đầu trang tin. Gửi cho anh Khởi Mi. Em xin lỗi. Vẽ lại bức tranh anh Bùi Anh Tuấn, em cũng xin lỗi anh Tuấn luôn. Ôi. Love watch. Oh. Hát đi, hát chưa đi, hát đi. Mang lên nào. Look what you make me do. Ooh, look what you make me do. Look what you want me do. Yeah, okay. Cô đơn châu pha. Thì ra là thế, tình nó là tình trạng mơ phai tháng năm. I am the best to anyone. Mega J Chalaka. Tư tư tư. Phải không ta? thích em hơi nhiều à? Biết là mình thích nhau. Còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Quýt phương chỉ ngã em thôi. Chị em ta như tay vào chân chỉ ngã em thôi. Ok. Anh nắng của anh à? Là tia nắng ấm. Là anh đến bên em chờ. Vô đi ưu phiền ngày hôm qua. Đúng không? Đúng không? Đúng không ta? We don't talk anymore, Charlie Puth. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Bài taxi của chị Thu Minh hát như nào ấy nhỉ?
Thôi bỏ qua bỏ qua. Taxi, anh chưa thương em đến vậy đâu. Đi ra chuyện. Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu. Bụi bay vào mắt, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. Lần cuối xin yêu anh mãi đang từng tế bào. Tháng tư là lời nói dối của em. Phụ thuộc đó em như chưa bắt đầu. Em rất là thích bài này luôn. Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu đây anh? Gì nhỉ? Anh biết mỗi câu đấy thôi mọi người ạ. Dầm trong tim thương tuyết tử. Hát đi chứ. Anh nhà ở đâu thế? Anh nhà ở đâu thế? Cứ tơ là trong tim tôi chẳng nhớ đường về ạ. Có ạ. Em nghĩ là không. Bởi vì em nghĩ ít nhất chắc em cũng hát được 10 bài. Ừ. Em nghĩ là tụi em phải trên 26 bài. Yeah. Em biết mà. Em biết mà. Đó là bởi vì em bóc chậm quá, giống như chị LV là kiểu cô em là em nghĩ là trong cái ly này thì cũng em đoán là không đủ 56 bài đâu nhỉ, cho cả hai. Bởi vì chương trình biết chắc là tụi em không thể nào hát hết 56 bài, đúng không? Mình suy luận thì đúng rồi, 50 bài thôi. Em nghĩ là em muốn gửi lời khuyên cho người chơi sau là mọi người hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng mà đừng có bình tĩnh quá giống em, để bị quá chậm. Phải bất bình tĩnh nhưng vẫn bình tĩnh giống như chị Linh Vy. Nói chung là bản thân Linh và bản thân Sáng, ngoài Sáng thì lúc nào cũng rất là điềm tĩnh hơn một chút, còn Linh thì lúc nào cũng phải nhanh, thì cho nên là Linh sẽ bốc được nhiều hơn Sáng, hát nhiều hơn Sáng là bình thường mọi người ạ. Cho nên là Linh nghĩ là lúc đầu nếu mà chưa chơi trò chơi này, mình nghĩ là mình biết rất là nhiều bài hát, nhưng mà bốc lên một cái là không nhớ là bài để hát như nào. Cho nên là những người chơi sau là cũng không nên học trước ở nhà làm gì cả, tại vì có những bài không ngờ đến đâu. Nhá mọi người nhá, cứ bình tĩnh tự tin mà hát thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Ánh Sáng và LB trong challenge ngày hôm nay. Bye bye. Hẹn gặp mọi người. Rồi ok. Sáng qua mất ngủ rồi đó, ngày hôm nay thế.